sẽ đọc cuộc đua kỳ thú. Một ngày nọ, thỏ bắt gặp một chú ốc sên. Thỏ nói với ốc sên: cái đồ không biết chạy. Ốc sên: nhà anh chỉ biết bò trên mặt đất. Ốc sên đáp: chủ nhật này hãy đến trại thi với tôi. Ốc sên chuẩn bị hàng trăm mảnh giấy với cùng một lời nhắn. Ốc sên phân phát những mẩu giấy cho các bạn của mình và dặn: khi nào thỏ gọi tôi, một trong các bạn hãy nói: tôi đây. Sau đó, ốc sên bảo các bạn trốn sau các bụi cây trên đường đua. Đúng ngày chủ nhật, thỏ đến tìm ốc sên và nói: nào cùng đua thôi, nhưng tôi sẽ thắng cho mà xem. Các chú ốc sên lần lượt trốn sau những bụi cây dọc trên đường đua. Mỗi khi thỏ chạy qua, một chú ốc sên sẽ kêu lên: tôi đây. Trong suốt cuộc đua, thỏ cứ gọi tôi to: ốc sên, ốc sên. Thì lập tức một trong những chú ốc sên sau bụi cây sẽ đáp lại: tôi đây, tôi đây. Cuối cùng khi đã thấm mệt, thỏ nằm xuống và nói: ốc sên ơi, tôi mệt lắm rồi, cậu đã chiến thắng. Một chú ốc sên ngó ra từ trong bụi cây và thấy là ốc sên đã thắng trong cuộc đua nhờ trí thông minh của mình. Mình đã đọc xong câu chuyện cuộc đua kỳ thú do cái tội kiêu căng của thỏ. Nên là thỏ và ốc sên nó còn một câu chuyện nữa, thỏ và rùa. Bye bye các bạn nha, đừng nên kiêu căng nhá. Nói người ta làm chê người ta chạy chậm, nhưng mà thật ra lúc mình thua thì mình mới biết là kiêu căng không tốt, thì mình mới nhận ra lỗi. Bye bye các bạn nha.